Xin chào các bạn, mình là Cao Cường, mình đến từ cửa hàng nhà cũ Cao Cường. Chào các bạn đến với cái giáo trình học thứ 6 cơ bản của mình. Và clip này là clip thứ 4. Clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn thổi sáo bài Tây Phương Trung Quốc. Bài này rất là dễ cho các bạn mới tập thổi sáo. Thì trước khi vào cái bài này thì mình sẽ khuyên các bạn lên tải một cái clip trên YouTube của một số người đã hỏi sao bài này phải các bạn nghe để biết cái giai điệu của nó, thì khi các bạn tập cảm âm tập cái vào cái clip của mình thì nó sẽ đơn giản hơn, dễ học hơn rồi. Và cái clip này là cái bài Tây Phương Quốc này mình sẽ chia làm 10 câu nhỏ, trong đó có 5 câu đoạn đầu và 5 câu đoạn điệp khúc, thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Bắt đầu này, câu đầu này. Vậy tên Vũ Quốc này. Đò, rè, pha, son, lá, mi, rê, đò, rê. Bắt đầu nhạc nhé. Đò, rè, pha, son, lá, mi, rê, đò, rê. Thôi thì mình nhé. Câu 1 này không có gì để lưu ý cả, các bạn chỉ thổi nốt đơn thôi. Câu tiếp theo, fa son la do re fa son la si la fa son la do re fa son la si la. Nốt si các bạn, bình thường các bạn mở hết như này, nhưng ở cái bài này nốt si các bạn thì như này, mình vì nó son và nó na, còn lại mở hết thì nó sẽ hợp lý hơn nhá. Câu vậy thôi. Và câu thứ hai, câu thứ ba chỉ có 5 nốt thôi, có một nốt khoảng 1 và 2 nốt, à 4 nốt khoảng 2. La do re do re, là có 1, đô rê có 2. La đô rê đó sau câu 3. Tính câu thứ 4, rê la son fa son 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 la rê đô. Rê, rê la son, fa son, son la rê đô. Đó là câu thứ 4. Đến câu thứ 5, rê mi la son rê fa. Rê mi la son rê fa. Thì chỉ có mỗi lưu ý là cái nốt si là các bạn mở như thế này, còn lại các bạn thổi bình thường nốt đơn cho mình. Tiếp theo đến 5 câu đoạn điệp khúc. Câu đầu tiên đoạn điệp khúc này, câu thứ 6 này, do do re fa mi re do re, quãng 2 nhé. Câu 8, câu 9, câu 10 thì các bạn quay lại câu 3, câu 4, câu 5 ở đoạn đầu. Câu này, la do re, do re, re la
son la re do re mi la son re fa. Bây giờ mình thói lại đoạn điệp khúc này, cả đoạn điệp khúc nha, 5 câu nhé. Mình sẽ thổi lại cả bài này, các bạn nhìn theo tay mình, nếu chỗ nào các bạn chưa hiểu thì các bạn nhìn tay mình bấm. Dưới clip này mình sẽ đăng cảm ơn đi, thì các bạn nào chưa chép được cảm ơn trong cái clip này thì các bạn có thể xuống dưới đó copy. Rồi, xong clip này thì mình mong muốn là sau cái giáo trình của mình, các bạn sẽ thổi được cái bài Tây Vĩnh Quốc và sẽ dần dần nâng cao lên những cái bài khó hơn, và có thắc mắc gì đấy thì các bạn có thể liên lạc với mình qua số điện thoại 0962 297 417 hoặc là qua Facebook Cao Cường. Thì chúc các bạn thổi sáo thành công.